Xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem. Và chúc cho mọi người nhiều điều may mắn và làm ăn phát tài trong công việc của mình. Và hôm nay tôi sẽ xem trong cái con giáp giáp ngọ. Đây là con giáp thì nam và nữ. Và đại kỵ hiệp hôn, những cái tuổi nào trong cái trong tuổi nào thì là đại kỵ nhất. Nếu quý vị mà xem trong video này thì chúng ta biết thì nên tránh ra để mà không những lấy những cái tuổi này, thì chúng ta lấy những tuổi này thì dẫn đến ly dị hoặc là tuyệt mạng cho quý vị. Và con giáp ngọ đại kỵ hiệp hôn và cái trai tuổi giáp ngọ đại kỵ cưới gái những cỡ tuổi dưới đây thì sẽ dẫn đến tuyệt mạng hoặc là biệt ly. Và cũng là gái tuổi cỡ dưới đây, nếu mà ưng tuổi giáp ngọ thì dẫn đến tuyệt mạng hoặc là biệt ly cho quý vị, để mà biết mà chúng ta thì sẽ tránh ra để khỏi bị lỡ dở trong cuộc đời của mình. Thì con giáp ngọ, nếu mà chồng con giáp ngọ, chồng tuổi giáp ngọ, vợ tuổi đinh dậu, thì hai tuổi này chồng lớn hơn vợ 3 tuổi thì ở đời với nhau sẽ phạm, dẫn đến là biệt ly hoặc là tuyệt mạng. Hai cái này, một là biệt ly, hai là tuyệt mạng, không bao giờ sai cả. Và nếu mà gái mình tin tuổi đinh dậu thì chúng ta biết tuổi giáp ngọ thì ta nên tránh ra và khỏi bị lỡ dở trong cuộc đời của mình, dẫn đến hai ba đời chồng. Và thứ hai thì con giáp ngọ, chồng của giáp ngọ, vợ tuổi quý mão, chồng lớn hơn vợ thì 9 tuổi, thì ở đời với nhau sẽ phạm ở đây dẫn đến biệt ly, không sai gì cả. Và con giáp ngọ thứ ba là con giáp ngọ mà ưng với tuổi kỷ dậu, vợ tuổi kỷ dậu, hoặc là vợ tuổi kỷ dậu mà ưng với giáp ngọ thì dẫn đến chồng lớn hơn vợ 15 tuổi thì dẫn đến biệt ly và tuyệt mạng cho quý vị, không sai gì cả. Cho nên chúng ta biết thì ta nên tránh ra để mà không bị lỡ dở trong cuộc đời của mình. Và thứ tư thì con chồng của giáp ngọ mà ưng vợ tuổi Tân Mão, thì vợ lớn hơn chồng 3 tuổi thì ở đời với nhau sẽ phạm biệt ly. Đó là con giáp giáp ngọ mà ưng cái 4 tuổi này thì dẫn đến biệt ly hoặc tuyệt mạng cho quý vị. Chúng ta đã xem vợ chồng giáp ngọ, ưng vợ vợ đinh dậu này, quý mẹo này, kỷ dậu này và tân mẹo, thì cái 4 tuổi này nếu mà trai thì biết cho nên tránh ra và không bị lỡ dở trong cuộc đời của mình. Hoặc là gái gái 4 tuổi dưới đây thì không nên ưng con giáp ngọ, sẽ bị lỡ dở trong cuộc đời của mình hoặc là dẫn đến tuyệt mạng. Và sau đây thì nếu mà trai giáp ngọ cưới vợ năm 17, 19, 25, 29, 31, 37, 41 và gái tuổi kỷ chồng, kỷ chồng năm 18, 20, 19, 25, 30, 31, 37, 42 thì những năm tuổi tên đây thì kỵ hiệp hôn, lục viện hôn nhân không thành hoặc chịu cảnh rất là xa vắng trong cuộc đời của mình. Tuổi này tây hai trai hay gái nhằm tháng 1 và tháng 7 thì trong đời sống hay xảy ra việc buồn phiền hoặc là bất đồng ý đến ngày chốt khá nên đôi trong lứa đôi của mình. Và tuổi này trai hay gái có đôi bạn số định gặp người bạn ở
Hướng Dậu mới đặng nhằm căn duyên cho mình. Và nhất thiết thì chúng ta nên biết tuổi giáp ngọ của mình. Trong video này thì ta nên tránh ra, thì trong cái 4 tuổi này thì sẽ được hạnh phúc trong cuộc đời của mình. 4 tuổi này là kỷ nhất, đinh dậu, ví mẹo, kỷ dậu và tân mẹo. Con giáp ngọ thì chúng ta không nên ưng, và 4 tuổi này cũng không nên ưng con giáp ngọ. Con giáp ngọ thì sanh vào tháng 5, tháng 9, tháng 1, tháng 6, tháng 10, tháng 12 và tháng 11, như sanh nhằm vào mỗi tháng này có số lưu thơ hoặc là đe đông về việc vợ chồng. Quý vị thì biết để ý mà mình sanh vào tháng 5, tháng 9, tháng 1, tháng 6, tháng 10, tháng 12 và tháng 1 thì dẫn đến đe đông và dẫn đến lưu thơ việc vợ chồng. Còn nếu mà gái mà tuổi giáp ngọ này thì sinh vào nhằm tháng 3 và tháng 12, số khắc con và khắc nuôi, đó là cái sinh vào cái tháng 3 và tháng 12 thì dẫn đến khắc sinh và khắc nuôi trong cuộc đời của mình. Và tôi để xem trong cái tuổi con giáp ngọ của nam mạng và nữ mạng thì biết chúng ta nên tránh ra trong cuộc đời của mình. Lương duyên trong cuộc đời của mình rất là quan trọng, thì ta biết thì ta nên tránh ra để mà không bị lỡ dở trong cuộc đời của mình và không được hạnh phúc, dẫn đến tiệt mạng và cũng là dẫn đến là chết chắc trong cuộc đời của mình nữa. Nếu mà mạng nào người nào mà lớn thì không chết thì cũng dẫn đến là biệt ly. Người nào mạng nào mà nhỏ thì dẫn đến bệnh hoạn, nó khiến ra bệnh hoạn và dẫn đến chết chóc. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì hôm nay để mà đăng ký ở dưới để mà theo dõi kênh và không bỏ lỡ những video khác khi mà đăng tải lên. Và tôi đã xem cho tuổi con giáp ngọ, nam mạng và nữ mạng thì không nên ưng 4 tuổi đó. Chúc cho con giáp ngọ khi xem video này thì biết chúng ta đỡ mà tránh ra, không bị lỡ dở trong cuộc đời của mình. Xin chào tất cả mọi người đang xem.